Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay ô tô giới thiệu xin giới thiệu đến quý vị một mẫu xe. Đó là chiếc Suzuki Vitara. Vâng, Suzuki Vitara quý vị nhá. Đây là phiên bản 2.0 2 cầu số tự động. Sản xuất 2016 ạ, xe nhập khẩu Nhật Bản. Vâng, 2.0 2 cầu nhập khẩu Nhật Bản quý vị nhá, 2016. Một mẫu xe với form dáng rất là khỏe khoắn và chắc chắn đấy ạ. Đó, xe này 2 cầu và 2.0 đi rất là bốc thì quý vị nào đi đường đồi núi hoặc đi công trường thì lấy chiếc này cực kỳ phù hợp luôn. Đó, form dáng rất là khỏe nhá, rất là chắc chắn. Xe còn rất là mới luôn, đi rất là giữ gìn, biển tỉnh, hồ sơ cầm tay rồi, sang tên ngay trong ngày thôi. Lốp thì lốp treo thì rất là khỏe. Đó. Đây là bản Grand Vitara. Grand Vitara nhá. Xe nhập khẩu Nhật rất là chất lượng. Đó. Rất đẹp luôn, rất mới, quá mới so với đời. Em nhờ anh còn đây, cửa này đóng trăng lịch luôn. Xe nhập Nhật rất là chất lượng. Bộ nỉ này, nỉ với bản theo xe nhá, rất là mới. Đây, chân xe này, xe quá giữ gìn luôn. Đó chỉ cửa này. Thứ ba thì sẽ tôi bảo rõ ràng thứ ba tôi chưa hưng nhầm. Đó chỉ đấy nhá. Anh nhìn đây, em zoom cho anh xem nhá. Đáp đi cửa này. Quá mới luôn so với đời. Xe đi chúng ta quăng quật thì chả sợ hỏng hóc gì cả. Mẫu xe rất là bền. Bền bỉ, khỏe khoắn. À, hai cầu nữa, đi rất là sướng. 2.0 vô lăng tích hợp phím bấm đây. Bộ nỉ đầu xe rất là đẹp. Cửa đóng trăng lịch luôn. Đây, đèn chóng bắt luôn nhá. Xe về bên cho dẹp là bày bán thôi. Đèn nguyên bản luôn, chóng bắt rất là mới. 2016. Đây là bộ ghế nỉ rất là đẹp. Đó, đây. Bản nhập Nhật đây thì hai cầu ấy, có gai cầu điện tử này, điều hòa tự động. Màn hình thì đã màn hình lắp thêm, màn hình cao nút lắp thêm nhá. Quá mới luôn. Khỏe khoắn cơ bắp. Nhập thì rất là chất lượng. Xe thì bên em, xe này bên em có hỗ trợ trả góp nhá. Hỗ trợ trả góp lên đến 70% mà. Xe chạy được 5.7. Rất chất luôn. Hai cổng sạc này. Điều hòa tự động, gai cầu điện tử, màn hình cam lùi đầy đủ. Xe lấy về chỉ cần đi thôi. Xe quá chất luôn. Đó. Đeo chỉ đấy nhá. Đó. Một bộ xe mang đậm chất địa hình đồi núi. Cửa mở ngang đấy ạ, thì ốp sau này khá là cao. Vâng, Suzuki Grand Vitara 2016. Nếu quý vị nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình hoặc qua cửa hàng, đó là số 10 Thành Thái, Cầu Giấy, ô tô Đức Thiện. Em xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình. Vâng, hoặc like và đăng ký kênh ủng hộ ô tô Đức Thiện ạ. Em xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.